chúng ta không thể nào làm được nghề này nếu mà chúng ta không có gì đam mê no. oh. Một, hai, hai, <laughs> do it, chúng ta phải em muốn và chúng ta phải cảm ơn này <laughs> đã chôn đôi cháu ngàn kiếp và sau nào có vài Fix this or I won't be the part of the show anymore. Talking about drama in the game house. Mỹ Lan thân mến, kính chào quý vị khán giả của đài SET 56.5 và 18.11 với chương trình Mỹ Lan Show. Các thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi một cái đoạn clip ngắn nói về chương trình SBTN Voice. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình mà Mỹ Lan khi mà nghe qua Mỹ Lan cũng rất là nao nức muốn tìm hiểu xem chương trình này là như thế nào. Tại vì Mỹ Lan cảm thấy nó rất là đặc biệt. Tại ra ngày hôm nay trong chương trình Mỹ Lan Show đã có sự hiện diện của nhạc sĩ Trúc Hồ cũng như là ca sĩ Nguyên Khang cùng đến đây để cùng tâm tình và chia sẻ chúng ta về chương trình này nha quý vị thân mến chào anh trúc hồ và chào huyên khang chào chị mỹ lan và khán giả của đài truyền hình set Huyền khang xin chào chị mỹ lan anh trúc hồ cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của đài truyền hình set anh Hồ ơi, được biết là cái chương trình SB10 Voice vừa xong rồi và chúng ta đang chuẩn bị để mà chiếu ra cho các khán giả được xem. Thưa anh, thì Mỹ Lan, theo Mỹ Lan được biết rằng là có rất là nhiều cái chương trình mà gọi là thi tuyển lựa cho ca sĩ. Trước đây thì uh, trung tâm Asia, SB10 cũng đã có một cái chương trình như là Đóng giọng ca vàng để mà mình tìm ra những cái giọng ca mới tại hải ngoại. Nhưng mà anh có thể cho khán giả được biết rằng là SB10 Voice này nó có điểm gì đặc biệt hơn là những cái chương trình thi để mà tuyển lựa những giọng ca không thế anh. Cái đặc biệt thứ nhất là lần này chúng ta đi tìm kiếm ba giọng hát hay nhất cho ba thể loại nhạc khác nhau, nhạc quê hương, nhạc trữ tình và nhạc trẻ. Ôi, có như mình có ba giải chứ không phải là đơn à. thuần là là chọn ra tất cả rồi chỉ còn một người thôi. Hay không phải là một giải nhất mà là ba giải nhất cho thì ba đó. dòng nhạc khác quá wow, có nghĩa ba dòng nhạc đều như vậy là em thấy có sự công bằng á tại vì nhiều khi các em nó nghiêng về nhạc quê hương rồi người này nghiêng về nhạc tình là như là nhạc uh, trẻ còn cái điểm gì đặc biệt nữa thế anh cái đặc biệt thứ gì đây không phải là cuộc thi không à, thường thường mấy lần trước á, thì thí sinh giỏi về dự thi thì lên hát rồi xong rồi giám khảo chấm điểm còn cái này là sau khi mà chúng ta lọc lại hơn 500 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới gửi về thi thì chúng ta chọn lại 21 thí sinh. Và chia làm 3 đội, mỗi đội là 7 người. À, và chúng ta cho các em ở chung một căn nhà. Và có những huấn luyện viên à, một lát nữa nguyên Khang sẽ nói là để hướng dẫn họ à, kỹ thuật ca hát, kỹ thuật trình diễn coi như là nó có một sự truyền à, đạt kinh nghiệm để mà các em có cái cơ hội học hỏi để tiến bộ đó là cái cái uh, điều thứ nhì mà đặc biệt điều thứ ba đặc biệt cái lần này á, là tại sbtn chịu khó uh, thực hiện chương trình này rất công phu cũng gần cả năm và đội ngũ uh, chuyên viên kỹ thuật đến từ hollywood cái đó là wow. cái mà rất quan trọng thật ra là em thấy cái hình ảnh vừa qua cái đoạn video vừa rồi là từ ánh sáng từ cái cách quay hình uh, cũng như là mình thấy rất là professional thế ra là mình đã mời được nguyên một cái nhóm uh, ekip từ Hollywood sang wow nguyên khoan như vậy là nghe anh hồi nói em cũng là một trong những huấn luyện viên như vậy là em là huấn luyện viên cho cái 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 loại giải nào nhạc, uh, uh, nhạc thưa gì? chị thì có ba ba thể loại nhạc trong cuộc thi này uh, 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 nhạc trẻ là do huấn luyện viên uh, Mai Thanh Sơn và Đoàn Phi À, nhạc trữ tình thì nhạc sĩ sĩ đan và em và dòng nhạc à, bolero nhạc quê hương thì à, à, chị phương thảo và anh thế sơn ừ. là chia ra ba đội đó là à, à, thì anh hồ cũng chia sẻ ba cái điểm đặc, đặc biệt của chương trình này thì em cũng xin chia sẻ ba cái điểm đặc biệt của riêng em nhìn vô thấy được thì đây là một cái chương trình không như những cái cuộc thi mà quý vị thấy là thí sinh đến thi xong rồi không biết mình đậu rớt ra sao và đây là một cái quá trình để cho các huấn luyện viên và các thí sinh có thể học tập với nhau trao dồi những cái yếu kém của những người huấn luyện viên nếu, nếu có để các em có thể tiến bộ hơn à, rồi cái điều thứ hai là cái mà hollywood nhắc đến hollywood thì chị cũng phải biết là tốn rất là nhiều tiền và đây là một cái cuộc thi khang cho là tốn kém nhất trong các cuộc thi về ca hát từ xưa tới giờ tại hải ngoại và cái điều thứ ba là giải thưởng cũng là giải thưởng cao nhất trong các cuộc thi từ trước tới giờ tại hải ngoại, đó là cái điều mà Khang thấy được và nó nó tạo cho Khang rất là nhiều cảm xúc như là một huấn luyện viên ở trong đó. Thì quý vị đừng có nhìn Khang giống là một người ca sĩ mà Khang là một người huấn luyện viên, một người producer của bảy thí sinh trong cái dòng nhạc trữ tình của Khang. Trong suốt đoạn đường đó có rất nhiều chuyện à, khóc cũng có cười cũng có rồi chia tay rồi nói chung là cãi vã rất tất cả những cái gì mà giống như một cái cuộc sống bình thường và cuộc sống thật ở trên tất cả những cái gì xảy ra thật là đài truyền hình SBTN và ekip của Hollywood đều ghi lại hết có nghĩa là trong cái ngôi nhà mà các thí sinh ở đặt tới mười mấy cái camera đúng không anh Hùng và wow. ghi lại hết tất cả những gì à. diễn ra trong ngôi nhà đó thật ra em thấy cái điểm này lạ này nha cái đó là <laughs> ừ. chương trình thực tế đó em nó đó đó vừa là chương là trình thực tế show. mà vừa là cuộc thi oh, mà cái quan trọng nhất đó. là những người thí sinh họ có may mắn là họ được học từ những người đang thành danh và những người đã thành danh trong nghề âm nhạc này suốt bao nhiêu năm dạ. cái đó mới là cái quan trọng uh -huh. cái quan trọng không phải là các em đi thi không mà các em được học để mà biết mình nên trao dồi thêm gì để trở thành một người ca sĩ Wow. kể cả uh, những uh, về các ca sĩ thì quý vị cũng biết là make up làm tóc và mặc quần áo trên sân khấu như thế nào cũng là một điều vô cùng quan trọng trong, trong tất cả những cuộc thi khác không ai chia sẻ điều đó hết uh, sbtn đã có những chuyên viên uh, rất nổi tiếng về make up và thời trang và kể cả trách, cách trình diễn trên sân khấu như thế nào cũng đều có những khao phờ nổi tiếng đến từ hollywood để chỉ cho các em rất tận tình và đó là cái điều mà nguyên khang cảm thấy khang rất hãnh diện à, và rất là vui được là một người huấn luyện viên tuy là chỉ là một phần nhỏ trong để góp cho cái chương trình này à, thành công à, nhưng mà khang nghĩ là cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là khán giả rất mong quý vị sẽ đón xem chương trình này và giới thiệu đến bạn bè của mình đương nhiên rồi là chị mà còn háo hức muốn xem huống chi là khán thính giả của đài sct và được biết thưa quý vị ngày 26 tây tháng 8 này tức là ngày chủ nhật cuối tháng 8 này thì chương trình sbtn voice sẽ được công chiếu trên đài nhưng mà chỉ only trên là sbtn thôi thành ra nhưng mà sau đó thì đài sct cũng được hưởng ké chứ nhưng mà các bạn ơi <laughs> quý vị nào mà đang theo dõi chương trình này mà đã nghe những cái quảng cáo của SBTN Voice rồi thì hãy gọi điện thoại thông báo đến cho gia đình thân nhân của mình ở khắp nơi trên toàn thế giới được biết ở khắp ngoài hoa kỳ chứ nhưng mà thế giới mình cũng được xem thì hãy nên có cái đài SPTN để xem tại vì đúng là ngày chủ nhật này thì được biết là hình như là mỗi tuần mình sẽ chiếu một, một kỳ một LP kỳ số, mình có bao nhiêu dạ. kỳ anh anh dạ, mười tập mười, mười, mình có 10 tập, tập ồ oh, như là mỗi chủ nhật mỗi tuần một tập mười yeah. tuần lễ tiếp theo như vậy là quý vị phải gọi cho thân nhân của mình phải xem được cho chương trình này tại vì đây là như chương trình quý vị cũng thấy anh trúc hồ và nguyên khang vừa mới trình bày một chương trình rất là tốn kém và có thể nói lần đầu tiên tổ chức tại hải ngoại là đúng hơn là tại vì nó khác với những cái những cái chuyện kỳ thi khác là ca sĩ là phải tự tự mình hát tự mình thi phải không nhưng mà đây là đã được như là một cái cuộc sống chung together với nhau à, chắc là em phải để là sau một cái phải vài thông tin thương mại thì em sẽ có một vài nhiều, nhiều, nhiều câu hỏi lắm để hỏi anh trúc hồ về nguyên khang nhé yeah, vâng quý, quý vị vẫn mong quý vị tiếp tục những màn hình mỹ lan và anh trúc hồ nguyên khang sẽ trở lại ngay cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình cái đại set để đến với chương trình mỹ lan show ngày hôm nay với sự đặc biệt có nhạc sĩ trúc hồ và nguyên khang uh, là một người huấn luyện viên ở trong cái đội của gọi là sbtn voi ở trong cái, cái, cái đội gọi là nhạc trữ tình mà chúng ta biết là lần này không phải là chỉ thi về một dòng nhạc hay là chỉ có đơn thân độc mã chiếm một mình ca sĩ được đầu hàng nhất mà chúng ta có ba giải nhạc quê hương nhạc tình rồi nhạc trẻ với sáu huấn luyện viên rất là đặc sắc của uh, sbtn và trở lại với anh trúc hồ một lát chị phải hỏi em một cái chuyện khác nữa thứ anh như vậy okay. thì theo cái kinh nghiệm lần này anh đã tổ chức rất là nhiều những cái buổi mà tuyển lựa những giọng ca vàng rồi đúng không ạ thì cứ qua cái cuộc thi lần này được biết là trên cả trăm em từ khắp nơi của năm trăm hai mươi một các nơi không em thì... 500 em 500 vậy? em giờ dạ. là về đây nhiều là các các nơi trên thế không, giới vậy? trên cả Việt Nam cũng có thì qua kinh nghiệm lần này thì anh có nhận xét rằng là tuổi trẻ ngày nay thế hệ trẻ ngày nay qua cái cuộc thi này thì anh cảm thấy rằng là so với những cuộc thi trước nó có điều gì nó tiến triển và nó có tiến bộ không thưa anh? À, các em dự thi lần này may mắn, may mắn là chúng ta có một cái chương trình mà để các em gặp những người mà ca sĩ à, thế hệ của Nguyên Khang và thế hệ trước của Nguyên Khang nữa, thế hệ xưa như là chị Lê Quyên Phương cũng tới để mà hướng dẫn Chào các em Kim. hay là chị Karo Kim. cái đó là cái điều may mắn nhất của các thí sinh lần này các em được uh, sống chung với nhau một thời gian trong căn nhà uh, sinh hoạt chung với các bạn của mình để mà tìm hiểu mỗi người có một cái nền gọi là yêu âm nhạc khác nhau chia sẻ nhau và bổ túc cho nhau thì đây là chúc hồ nghĩ đó là một cái điều may mắn cho các thí sinh lần này wow như vậy là anh cảm thấy rằng là các tài năng em còn cái tài năng của các em thì sao anh anh cảm thấy nó có vượt trội hay không có một cái gì gì mà nó khác với những lần trước không thế anh à, lần này có nhiều yếu tố lạ có rất nhiều một cái ngạc nhiên là có nhiều em ở châu âu như là Đan Mạch cũng đi Na Uy rồi <laughs> yeah. Hà Lan Việt Nam Hòa có Đang, anh Pháp. Pháp Việt Nam thì sao à, Việt Nam cũng có gửi về thi nhưng mà visa thi không có được oh, wow. à, À, và các em à, cái lạ là có nhiều em rất trẻ mà hát nhạc quê hương rất là hay wow. cái đó để từ từ khán giả dạ. coi khán cả từ, Sẽ nhận à, xét được, à, được nhưng mà cái mà mình cảm thấy á, là cái dòng nhạc quê hương không bao giờ chết các em trẻ vâng. rồi trở lại Nghiên khang đây là lần đầu tiên em làm huấn luyện viên dạ đúng rồi như vậy thì cái cảm xúc em như thế nào khi mà em tiếp xúc cho các em được uh, uh, có thể là dành nhiều, nhiều thời gian cho các em um, có thể nói với thường thường ông bà ngày xưa đó em chỉ mới lan nhớ rằng là, là có những ca sĩ nổi tiếng rồi có những em mới lớn lên học, mà muốn đi học nghề là phải tới ở uh, giống như là tôn làm sư phụ chẳng hạn để mình học hỏi thì cái này nó cũng na ná như vậy là có thể em truyền hết tất cả những cái mà bí quyết những cái kinh nghiệm mà trong cuộc đời cá mình cho các em thì cái cảm xúc của em như thế nào khi mà qua cái cuộc thi lần này À, giống như nguyên khang chia sẻ với lại chị My Lan cũng như quý vị khán giả thì đây có lẽ là một cái cái dấu mốc khá quan trọng trong cuộc đời đi hát của khang khang được may mắn được sbtn chọn làm coach một trong những một trong sáu người coach nổi tiếng của chương trình này và ở các em khang học được cũng rất nhiều thứ mà mình có tất cả những gì có thể được em đều chỉ hết không có cái gì gọi là giấu nghề hết, à, đó là cái điều mà khang cảm thấy rất là vinh dự được tham gia chương trình lần này à, và ở ở riêng với bản thân khang thì khang xin chia sẻ với chị chút xíu cũng như anh hồ là cái hôm cái ngày ngày bấm máy cuối cùng là anh em mình làm việc đến bốn giờ sáng từ bảy giờ sáng ngày hôm trước cho đến bốn giờ sáng ngày hôm sau thì trên đường em lái xe về lúc chia tay mọi người là trên đường em lái xe về tự nhiên mình có một cái cảm giác nó, nó gọi là nó nó hụt hẫn giống như mình vừa mới bị mất một cái gì mà mình ước gì nó có thể kéo dài thêm tí nữa kéo dài nhưng lắm, mà không càng có kéo, kéo dài thì <laughs> quá liều lĩnh <laughs> thì... Thì <SPJM cười> <Quá liều lệnh. cười> bán đài luôn tiền trả <laughs> <Bán đài luôn. cười> tại vì tiền nhiều lắm không anh tại vì, à, một... Một ekip, tại vì không? ekip Hollywood và tất cả những chi phí của các em trong suốt thời gian ở đây để học và và để thi đều được đài truyền hình SBT và những nhà tài trợ, những nhà hảo tâm đã đã sponsor đúng không anh? Dạ, đúng các rồi. em thí sinh em, em không phải này. đóng đồng tiền nào hết. Dạ. Nhưng mà nếu mà không có những nhà tài trợ mình, dạ. cũng mà mà tài trợ, mình dạ. cũng làm sao mình làm nổi và dạ không, à? dạ, không đúng phải làm chúng đó. ta có nhiều nhà bảo trợ như là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, siêu vi chị Kim, uh, T4 Spa và Tdtron là những nhà bảo trợ chính và Cần nhiều cái nhà tượng... mạnh trường quân khác dạ. và không có nghĩa là là những cái bảo trợ đó chúng tôi ngưng nếu mà tất cả những nhà tài trợ mà cảm thấy hứng thú về chương trình này muốn sponsor hoặc đúng là muốn quảng vậy. cáo chúng tôi vẫn vẫn nhận được vẫn mình vẫn còn nhận, vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục nhận, nhận tại vì quý vị cũng biết là cái chi phí nó lên nó lên đến một cái mức mà khang tin chắc là ban giám đốc của SB10 cũng không thể nào nghĩ tới có thể nói là double the budget chị nhiên chứ Kính thưa quý vị, quý vị mà xem chương trình này tuy nó chỉ vỏn vẹn chỉ có 10 tập mà uh, chiếu trong vòng 10 tuần lễ nhưng, nhưng mà, thật mình quay sự ra, bao nhiêu giờ anh Biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt và biết bao nhiêu là cái <laughs> công, công, sức. và được biết rằng là bắt đầu từ ngày chủ nhật này 26 tây tháng 8 sẽ được công chiếu trên đài SBTN, Vẫn mong quý vị tiếp tục bảo trợ cho chương trình SBTN voi lần đầu tiên tổ chức tại hải ngoại theo tầm cỡ quốc tế tại vì Mỹ Lan đã từng coi những cái những cái chương trình The Voice hay những cái chương trình của Mỹ. Thật sự ra mình Việt Nam mình cũng phải nên có những cái chương trình như thế này để động viên các em để mà uh, cho các em có tinh thần để mình sẽ có chương trình. Nhưng mà tinh. chương trình mình cũng khác The Voice luôn. Là bởi khác vì tất cả khác? những cái chương trình kia là đi thi thôi yeah. không có hướng dẫn không có ở chung để huấn ừ. luyện không có tình dạ, yeah, trò, đặc biệt đó đó. không có tình bạn wow. đó đây là một cái chương trình mà mình sẽ thấy một cái quá trình của một người thí sinh từ khắp nơi về ở chung với nhau học với nhau và họ thi với nhau như thế nào vâng. đó mình thấy được cái cái cá tính của mọi người sau cái chương trình này Thật ra quý vị nào mà muốn ta, nãy giờ mà nghe anh hồ và à, à, nguyên khang đã chia sẻ tất cả những cái à, trong suốt một gần Tới một năm qua để mà mình thực hiện cái chương trình này thì quý vị hãy đón xem chương trình SBTN Voice sẽ được bắt đầu công chiếu vào chủ nhật 26 tháng 8 tuần lễ này để mà trên đài SBTN mà thôi à, nếu mà quý vị nào mà có thân nhân hãy gọi cho nhau biết để mà có đài SPTN còn nếu như mà không có đài SPTN coi nhưng mà mình cũng có thể coi được ở trên trang mạng không thưa anh à, SPTN mà ra khỏi Hoa Kỳ yeah. chúng ta những người Việt Nam chúng ta có thể vào SBTN Online TV chúng ta SBTN trả TN online. online tv chúng ta chỉ cần trả 7 đồng 99 một tháng là chúng ta xem được đài truyền hình SPT coi tất cả các chương trình luôn chứ uh -huh. không phải là chỉ riêng có chương trình này có nghĩa là thay vì mình bắt cái đã có nghĩa là chương trình nhạc thính phòng yeah. chương trình nhạc trẻ tin tức hàng Rên, ngày có tế, nghĩa là quý vị sẽ coi hết SBTN 24 24 online dot tv 24 7 24 7 quý vị ơi còn chờ gì nữa có 8 đi. đồng tháng à đây cũng là một cái thức tháng. để nhưng mà bảo mà, trợ cho đài nhưng mà chỉ dành cho những quý vị ở ngoài Hoa Kỳ ngoài kể Hoa cả Kỳ. Việt Nam kể cả Việt Nam vẫn có thể coi quý vị được. ơi quý vị qua cái thông đó, tin này đó cũng là một cách bảo dạ. trợ để là một cách bảo trợ cho 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 đài SPTN để chúng ta có thêm những cái chương trình mới hay là để cho giúp cho các em tại hải ngoại này có thể tiến lên và đặc biệt là chỉ có 8 đồng cho một tháng thì quý vị cũng đã xem được toàn bộ những chương trình của đài sbtn dành riêng cho nước ngoài ngoài hoa kỳ trong Hoa Kỳ thì quý vị ở ở các tiểu bang thì bắt đài SBTN Còn à. nếu mà quý vị ở ngoài Hoa Kỳ Thì nên vào trong trang mạng là SBTN Online.tv uh, online đó thì... đó, chỉ có tám đồng một tháng thôi nha Thì bây giờ anh có điều gì để để cùng chia sẻ khán tiếng dài một lần nữa không thưa anh? Trước khi à, Chú Hồ chỉ ước muốn là Có một cái ước, à, niềm mơ ước sau khi thực hiện chương trình này Nếu mà 20 năm nữa mà một trong những thí sinh Mà tham dự lần này tiếng hát của họ vẫn được vang lên trong thời gian đó thì đó là niềm sung sướng của chú hồ chứ anh hồ không có kêu là 20 năm nữa huấn luyện viên tiếng hát có còn vang huấn <laughs> luyện viên là xong rồi nhưng mà em huấn luyện là xong rồi mình, là xong rồi mình mình làm cái chương trình này để mình tìm ra những giọng hát mới những cái tài năng no, mới mà giọng nguyên khang hai chục năm nữa cũng vậy <laughs> vẫn cũng còn vẫn vậy đốt. nhưng mà em nè úc ừ, của em sẽ sau cùng là gì bây giờ chị chưa biết cái kết quả của cuộc thi nhưng mà uh, khi mà chọn lại được những cái tiếng hát mà em làm coach rồi đó em có cảm thấy hài lòng không? Thưa chị cái uh, uh, cái gì nó cũng có số phận của nó uh -huh. bất cứ các thí sinh khi mà trong cái đội của khang khang cũng đã chia sẻ có thể mình hát rất là hay nhưng chưa chắc mình là một ca sĩ nổi tiếng nhưng mà đến với cuộc chơi này thì chắc chắn nó sẽ là một dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của các thí sinh đó là lời khang nói với thí sinh cũng như đối với bản thân khang đây cũng là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mà khang không biết nói gì hơn là khang chỉ mong là giống như quý vị biết là khi mà quý vị nấu một món ăn gì đó mà mình rất là thích thì mình muốn chia sẻ cho mọi người thì đây là cái điều mà nguyễn khang rất mong mỏi quý vị hãy chia sẻ và nói bạn bè của mình động viên bạn bè mình ở các nơi khác thí dụ mình ở tại đây thì có thể mình sẽ được xem cái chương trình này sau hai ba ngày nhưng mà ở tiểu bang khác thì họ không có SET thì quý vị nhắc dùm là à, hãy mở SBTN để xem và ủng hộ cho chương trình SBN đó là điều duy nhất có để cho đài truyền hình SBTN nói nói chung và chương trình SBTN Voice nói riêng có cơ hội tồn tại để phục vụ cho quý vị. Dạ, em mời anh mình à, xin này. cảm ơn khán giả của đài truyền hình SCT vâng cảm ơn anh Trúc Hồ cảm ơn Nguyên Khang rất là nhiều đã cùng chia sẻ để một cái chương trình rất là đặc biệt sẽ được công chiếu trong ngày mai cuối tháng 8 này hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau và đừng quên nhớ nhắn gửi bạn bè thân nhân của mình hãy cùng bảo trợ hãy giúp cho đài SBTN chúng ta càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng vững mạnh à, và để chúng ta có những chương trình hay tốt để mà chúng ta từng thức nhật quý vị SBTN online TV hoặc là quý vị hãy mở đài SBTN trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau xin kính chào quý vị chúng ta không thể nào làm được nghề này nếu mà chúng ta không có niềm đam mê chúng ta phải hiểu và chúng ta phải cảm ơn mẹ đã trốn đôi cháu ngàn kiếp về sau